Mến chào các em đến với buổi học ôn tập ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập về những mảnh ghép thú vị để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tham khảo, sau đó chúng ta thông qua phần. Ở phần tham khảo thì chúng ta sẽ tham khảo một số những cái bài được ghép từ những cái mảnh giấy thú vị với nhiều gam màu sắc, đơn giản cũng có và đa dạng về màu sắc, phức tạp cũng có. Ví dụ ở hình cây nấm và hình con vịt thì chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng ở hình con chuồn chuồn thì chúng ta thấy nó phức tạp hơn và màu sắc nó đa dạng phong phú hơn. Thì ở đây là do chúng ta sử dụng nhiều màu hay là một màu để tạo nên cái không gian trong tranh. Thì trước đó là chúng ta chỉ làm những cái cơ bản như là hình cái nấm hoặc là hình con vịt. Sau đó khi mà bạn nào có đam mê hơn thì chúng ta sẽ đi sâu hơn bằng cách thể hiện luôn cả cái phần nền tạo không gian trong tranh. Và đây, đầu tiên để mà thực hiện một bài thì chúng ta phải chuẩn bị giấy với những cái gam màu khác nhau và chúng ta sẽ cắt với một cái kích thước là 1,5 cm x 1,5 cm. Chúng ta sẽ cắt và để như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ dựa vào đó chúng ta sẽ dán phối hợp màu sắc để chúng ta dán vào. Ở phần thực hành thì các em hãy sáng tạo từ những mảnh giấy màu sắc để đưa vào trong tranh theo ý thích. Phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn chuẩn bị dụng cụ là những cái giấy màu cắt sẵn kích thước như cô nhắc hồi nãy là 1,5 cm x 1,5 cm, hồ dán hoặc keo kéo để chúng ta thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ tốt hơn. Chúc các em hoàn thành bài tốt.